kìa, ra đợi tao mày chấm muối ăn chơi. Ừ. Ồ, không ăn đâu, đang là nhiều người ăn đau ống chết. Nhờ hai con hộp lên thấy ghê ống chết nè. Trời ơi, bình thường mày thích ăn đồ chua lắm mà. Tao mới ra một chén muối ớt. Ôi ơi, tao nói nó ngon. Ăn đi thôi, ngon ăn đi thôi. Ôi không qua vậy trời. Trời ơi, tao nói chấm miếng xài vô miếng ớt. Trời ơi, ớt cua cua. Nó mặn mặn, nó cay, nó ngon. Ôi ơi, ăn miếng đi thôi. Nhìn thôi thấy ghê vậy đó. Ai đi quay clip thôi. Cắn được anh nó đứa là cái chua. À hê. Ừ, ghê chết rồi. Uống cô con nớt không? Kì, đang buồn, không uống hả? Thôi uống miếng đi cho vui lên. Có lên. Mẹ, miếng thử nào canh chua mới nấu nè. Thôi mày thử đi, tao đang bị nhiệt miệng. Đang bị nhiệt miệng. Đau lắm. Trời ăn cóc mẹ ơi, nó ngon xuất sắc luôn. Cái gì vậy? Bà đó ngon xuất sắc mà. Cái thứ chó đẻ đâu không hả? Ta nói bần chính nó thơm. Ơ chua. Ơ chua. Có miếng viên nào chết liền á. Ta nói có miếng viên nào chết liền á. Má ơi, bước bịch muối cho mặn mà coi nè. Mặn mà coi nè. Nè má ơi, xẻ của má nè. Ở nhà mày canh coi châm nước chứ châm lửa. Nào bánh tét nha, tao đi xin vài tàu lá chuối để về nấu thịt con kịp ăn tết à. Để con chụm đó rồi đi vô đó, đi đi. Về nè. Ừ. Mới về gọi hả? Đâu có lại coi chính chưa? Nấu nãy giờ á. Đâu để tao lại tao coi thử coi. Để tao coi thử cái coi. Ủa? 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 Ủa má, chợ về rồi hả? Bạn thấy gì mà mày còn hỏi? Không có bánh gì cho con ăn không? Tết với tới nơi thịt heo còn có mà ăn, tiền nó mua bánh. Giỡn hoài, tết với tới nơi không mua mấy lạ. Còn có mua gì không? Củ kiệu. Ờ, tết ăn củ kiệu ngon. Dưa hấu. Quá đúng tết. Khô. Tết ăn khô. Đã tao bảo rồi, tết năm nay á, thịt heo còn không có mà ăn, tiền nó mua bánh với trà cái. Vậy mà giỡn hoài, có là tỏ đâu. Quen tay dần lên người đàn ông không biết gọi yêu cầu. Họ kiên trì quá.
nỗi khổ khi bạn bị nhiệt miệng. Má chợ về rồi hả? Không mua trái cây cho con ăn không? Đó, nó không mua nè. Mua cho mày một mắm nè. Mày ăn cho hết đi. มีแฟนถามส่งเมลให้ฉันและแอดแชทกันส่วนตัวสองคนอ่ะเอ้ยเอ้ยจ๋าจ๋าเอ้ยคุยไหนอ่ะ Buồn nào hơn đêm nay Buồn nào hơn đêm nay Khi nghe Ê cắp nè Ừ sắp đi rồi cắp mau lắm làm gì vậy? Không bị nhiệt miệng rồi nổi hai mục luôn. Hai mục luôn. Trời ơi vừa làm cho lắm rồi. Khi nhà tôi bán tạp hóa. Trời ơi, gì trời? Đang muốn bán tạp hóa đâu mà ế ẩm dữ trời. Sáng giờ không có ai mua hết trơn vậy? Nhiều rồi. Không vô nhà ăn cơm thôi. Cảm ơn, bắt đầu. Trời, đánh đánh mua ăn mày mua gì vậy? Tới người tao ngàn nước đá. Nhiều rồi. Tại nhiêu đó ăn không gì nữa không? Trời, đợi xíu đây mày ơi. Bắt đầu kêu. Gọi là có được không? Mua luôn lần đi. Lấy tao cái việc theo 10.000. Sao đã mua luôn đi, trời ơi quay đi quay lại mày vậy? Trời ơi nãy quên mày ơi, lấy đi cho nó đi. Trời ơi, lại xíu. Mở cửa. Mở cửa nè, ai? Mở cửa. Đây, tao kêu mở cửa. Đâu nè. Mua gì? Bên tao tao bịt muối. Sao sáng giờ nãy mua giờ này mới mua? Trời ơi, nguyên ngày làm chuyện có cảnh đâu. Lại xíu. Hả? Ôi, trời bụng dưới trời. Hả? Ra bắt đầu đi lên nè. Tại sao? Hả? Bà con ơi. Ấy, chị nói cho tôi biết nha, tôi làm vậy là chết chị rồi. Hả? Chị em rõ là như vậy thì chị coi là như vậy thôi, chị đừng có làm như vậy nữa. Chị làm như vậy là chị sẽ bị như vậy đó. Chị bị như vậy thì sẽ không được như vậy. Em đâu có biết cái tờ nó ghi như vậy đâu mà là chị làm như vậy đó em sẽ bị như vậy rồi tất cả mọi thứ sẽ như vậy. Nhưng mà trong giấy tờ ghi rõ là tương lai như vậy là chị sẽ được quyền như vậy và tôi sẽ được bị như vậy. Có hiểu không? Mày giờ tôi bảo là như vậy rồi thì chị phải làm như vậy. Trời đâu có tưởng tượng đâu, chị làm như vậy em sẽ bị như vậy và cả hai chị em sẽ bị như vậy và tất cả mọi thứ là đều như vậy. Nè, tương lai như vậy thì chị bắt buộc phải làm như vậy chứ tôi đâu thể nào bắt buộc chị khác làm khác như vậy được đâu. Đầu đuôi câu chuyện ra làm sao ta? Kệ, về quay clip nói lại đi. Trời ơi, em không ngờ chị là con người như vậy luôn á chị Cáp. Chị ảo tưởng chị là bệnh quá sao, chị bắt người ta phải làm thôi. Trời ơi, chị vậy hả chị Cáp? Em không biết tưởng tượng được như vậy luôn. Ê bà kia, bà biết tất cả mọi thứ chứ bà nói chuyện như đúng rồi à? Thì nghe làm sao nói vậy? Biết rõ hết thì hả nói? Không là phải chừng nghiệp hoặc đó nghe chưa? Cái số không cầm lo chuyện mơ đâu. Chị TikTok có gì không nè? Chị hàng xóm nhau không? Chị có chơi TikTok không? Trời ơi, TikTok như vậy tao chơi nè mày. TikTok nhớ lên TikTok rồi qua bình chọn cho em nha. Trời ơi, em đang thi chọn đó. Thôi tao không rảnh đâu, đi bình chọn cho mày. Thôi bình chọn cho em đi. Không rảnh. Thôi bình chọn đi mà. Tao không rảnh. Mày mà không bình chọn tao, tao báo công an, tao báo chính quyền là bạn gái tối ngày đó kìa. Mất hết dễ sợ. Biết rồi, đi vote liền nè con quỷ. Vậy nhanh hơn không? Thôi ơi. Hả? Cáo nói vậy hả? TikTok có gì không? Ôi má, nó có chơi TikTok không? Má mới lên bình chọn cho con nghe. Ủa tía, tía mới về hả? Tía có bình chọn TikTok cho con chưa? Ủa? Ba
hồi con này con làm đi tới già rồi chứ không có biết. Con này nó mới về mà nó đâu có tiêu rồi. Giờ kêu ai nữa ta? Ủa, quẩy yêu. Trời ơi, lâu lắm rồi sao mày không gặp mày, đâu mất tiêu mấy tháng trời vậy? Không thấy hả? Người ta đi học makeup. Nói mày là ma mày cần gì makeup đi chứ hả? Hả mày? Mày. Trời xin lỗi chị nha, dưới là em chùm makeup đi cho chị biết. Con nào mà muốn đẹp là phải qua tay em mới đẹp được cho chị biết. Ờ mà thôi à, lỡ gặp rồi nhớ lên TikTok hết cho tao đi mày. Thôi ai rảnh mà có, trời ơi, tao đang makeup à. Có đi thì có đi, tao cái gì tao cũng chịu được cho. Vậy hả? Vậy chị đốt kêu cái iPhone 12 đi rồi em vote cho chị. Mà phải bản rồ mắt nha. Trời ơi, nó chết rồi mà làm như nó có giá lắm vậy. Trời xin lỗi là ma chứ không phải cũng có giá con ma nha, chứ không phải như cô hồ cái ẻm mà kia đâu à. Cách ly xóm bạn làm gì? Em trong xóm lúc bình thường. Ủa cháu mới lấy vừa hả em? Chị với Út qua chơi nè. Ủa hai chị em mới qua chơi hả? Ờ đợi xíu đi tôi sẽ kéo xong lấy cái vừa nó vô liền. Mày mua tới đem phụ chị em vô. Phụ chạy trời ơi chị em không à. Hai chị em mình không mà hơn rồi chỉ mà đi tôi làm được rồi. Ba chị em mình là như chị em ruột thịt trong nhà không à. Đừng có lo giúp đỡ thôi mà. Chị em mình yêu thương lẫn nhau chắc sớm này không ai yêu thương bằng hết trơn mà. Sau khi chơi game đập nhà. Và khỏi đi cơ. Đàn bà con gái cắt cái đầu. Tôi không có được gì hết trơn. Gặp một chuyện. Tao cắt đầu sao kệ tao. Tao thích tao có tay tao cắt được không? Trời ơi đâu như mày. Tao bảo lũ chắc cao cái nhà mày. Giờ mới lấy cây lên nhà lao đó mà. Nhà tao lực ra cái nhà nó còn cao đỡ hơn nhà mày. Nhà tao trôi chắc giờ mày còn mấy giống mà. Cái thứ như mày. Đĩa mày đặt đeo chân hạt. Vậy mắt mày đi mù á. Cứ con vịt con nha mà làm như mình con công con phượng. Tao mắc ói mắc ói á. Trời ơi tao không chơi với cái bản mặt của mày là đúng rồi. Đúng thiệt tình đúng không? Đàn bà con gái gì đâu có cái mặt đàn ông. Đàn bà con gái gì đâu có cái mặt đàn ông. Nói vậy không sợ trời đánh mày chết cái gì? Không có con đàn bà con gái mà ở chơi như mày thôi. Còn không có biết mình nhát nữa kìa. Đó thấy chưa? Hả? Ra tao còn biết mình chát. Còn về không biết mình chát. Tao có thể nói chuyện với cái bà thân như mày. Nó chỉ em buồn què chứ. Hả? Mày nói tao không mang dép ở dơ. Còn mày đàn bà con gái ba ngày chưa tắm mà mày ở sạch.